Welcome everyone. Xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với chuỗi bài giảng All About IELTS Writing của thầy James đến từ IELTS Fighter. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài học số 9 về dạng đề Discussion ở trong IELTS Writing Task 2. Let's go! Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về dạng đề Discussion, một trong những cái dạng đề mà có thể nói là khó nhất và có nhiều cách làm nhất của IELTS Writing Task 2. Với nội dung ngày hôm nay chúng ta sẽ có 4 phần chính. First of all, it is about understanding the task. Mình sẽ phân tích xem dạng đề IELTS Writing Task 2, dạng đề Discussion sẽ yêu cầu mình cần phải làm những gì. Mục số 2, thầy sẽ cùng dẫn dắt mọi người đi qua thao tác brainstorming với một đề bài cụ thể. Sang đến mục thứ 3, chúng ta sẽ phân tích một cái sample answer, một cái bài trả lời mẫu. Và cuối cùng đó sẽ là some useful vocabulary mà các bạn có thể sử dụng trong cái chủ đề từ vựng của bài văn ngày hôm nay. Let's get started with understanding the task. Trước hết, chúng ta hãy cùng nhìn vào câu hỏi đề bài mà thầy sẽ cùng với mọi người phân tích và giải ngay trong ngày hôm nay. Some cities create housing for growing populations by building taller buildings, while other cities have opted to build on wider areas of land. Discuss both views and give your own opinion. Vậy, với đề bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ cần phải làm gì? Và bản chất của dạng đề discussion sẽ là gì? Mình sẽ cùng nói đến trong mục 1, Understanding the Task. Vậy, để hiểu về dạng đề discussion, chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái general structure, cái cấu trúc chung của một bài viết trong dạng đề discussion. Đầu tiên, chúng ta có phần mở bài. Nhiệm vụ của phần introduction, phần mở bài thứ nhất, đó là mình sẽ phải paraphrase được cả hai cái ý kiến quan điểm mà đề bài đã đưa ra. Mọi người có nhớ không nhỉ? Đề bài đã đưa ra chúng ta hai cái luồng quan điểm rằng là một số thành phố thì đang tìm cách xây dựng những tòa nhà chung cư nó phải cao lên. Thế còn một vài những thành phố khác thì lại có một cái lựa chọn khác, đó là xây dựng trên những khu đất mà nó phải rộng hơn, đúng không nào? Vậy thì chúng ta có thể coi đó chính là hai cái ý kiến, hai cái luồng quan điểm là các thành phố nên làm việc này hay là nên làm việc kia để giải quyết cái vấn đề về population. Vậy thì cả hai cái ý kiến mà đề bài đã đưa ra, cả hai luồng quan điểm mà đề bài đã đưa ra, chúng ta đều phải paraphrase được nó trong cái câu đầu tiên của phần mở bài, của phần introduction. Tiếp theo, chúng ta sẽ cần phải có câu thesis statement ở trong phần mở bài. Thì nhiệm vụ của câu thesis statement sẽ là, thứ nhất, mình phải nêu rõ cái quan điểm của người viết, clearly state the writer's viewpoint. Và nhiệm vụ mà đề bài đặt ra cho chúng ta đó là phải discuss được cả both views rồi give your own opinion. Đúng không nào? Tức là trong hai cái luồng ý kiến quan điểm đó thì mình sẽ phải phân tích cả hai cái ý kiến đó rồi đưa ra ý kiến của mình trên tư cách là người viết. Cái ý kiến của mình trên tư cách là người viết thì nó có thể rơi vào một trong hai cái trường hợp. Đó là mình có thể đồng ý với một trong hai quan điểm mà ban đầu đề bài đưa ra. Chẳng hạn như là sau khi phân tích cả hai cái quan điểm đó thì ý kiến của tôi là tôi thấy cái quan điểm số 2, tức là xây dựng trên những cái khu đất nó rộng hơn ấy, đấy, tôi sẽ đồng ý với cái hướng đó. Thì đó là một trong hai trường hợp. Trường hợp thứ hai đó là writer, người viết có thể là disagree with both. Người viết hoàn toàn có thể là phản đối cả hai quan điểm mà đề bài đã đưa ra ngay từ đầu. Và khi đó người viết sẽ cần phải đưa ra một quan điểm riêng của mình. Nó sẽ là cái quan điểm thứ ba, nó sẽ là cái ý kiến thứ ba. Vậy thì hoàn toàn có thể xảy ra một tình huống rằng sau khi đã phân tích cả hai cái cách làm trên, cho dù là xây tòa chung cư cao lên hay là cho dù là xây dựng những cái khu dân cư nó phải rộng ra, tôi thấy cả hai cái phương pháp đó nó đều không ổn. Thế nên là tôi sẽ phải đưa ra một ý kiến riêng của mình, một ý kiến thứ ba. Thì đó chính là writer's opinion. Vậy mọi người hãy nhớ là hai cái trường hợp có thể nói là phổ biến nhất của dạng đề discuss both view nó đều nằm ở đây: agree with one hoặc là disagree with both. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhìn vào xem là nếu như mở bài mình đã chọn viết như vậy thì hai cái đoạn văn thân bài mình sẽ phải phát triển như thế nào. Cách làm đầu tiên đó chính là mỗi một đoạn văn thân bài, each body paragraph, mình sẽ tập trung giải thích và làm rõ cho một cái ý tưởng mà đề bài đã đưa ra ngay từ đầu. Đoạn văn 1, mình có thể phân tích về cái hướng là xây tòa chung cư cao lên. Đoạn văn 2, mình sẽ phân tích về cái hướng là xây dựng những cái khu dân cư mà diện tích nó rộng rãi. Ok. Và đấy sẽ là cách làm mà trong trường hợp chúng ta sẽ kết luận ở phần kết bài là mình đồng ý với một trong hai quan điểm đó.
Ok, như mọi người thấy ở đây, sau khi đưa ra được lần lượt các cái lý do và các cái ví dụ để mà phân tích cho đoạn văn 1 về việc xây chung cư cao lên, đoạn văn 2 về việc xây khu dân cư rộng ra, thì đến phần kết bài, mình sẽ đưa ra cái writer's opinion là mình sẽ đồng ý với một trong hai quan điểm đó, hoặc là mình có thể phản đối cả hai. Ngoài ra ở đây thì thầy cũng xin giới thiệu với mọi người một cái chiến thuật rất là mới, rất là sáng tạo. Trong cái chiến thuật mới này, chúng ta hoàn toàn có thể là gói gọn cả hai cái opinions mà đề bài đã cho sẵn vào trong một cái đoạn body paragraph number 1 thôi. Tức là như thế nào nhỉ? Trong riêng đoạn văn body 1, mình có thể discuss cả hai cái ý kiến mà đề bài đã cho sẵn. Sau đó, mình sẽ dành riêng đoạn văn body paragraph số 2 để phân tích về cái quan điểm của người viết. Và khi mình chọn cái chiến thuật này, thì hầu như là bất cứ khi nào mình nghĩ đến chuyện là đưa ra quan điểm thứ ba, quan điểm riêng của người viết là quan điểm thứ ba, thì mình sẽ chọn cái chiến thuật này. Hai ý kiến của đề bài đã cho nằm hết trong đoạn body 1, và mình dành riêng đoạn văn body 2 để đưa ra cái writer's opinion, ý kiến riêng của mình. Thì đây cũng là một kết cấu mà nó cũng sẽ rất là hay để chúng ta lựa chọn cái cách viết là phản đối cả hai, disagree with both, đưa ra quan điểm thứ ba, quan điểm riêng của mình với tư cách là người viết. Và khi mình đã chọn cái kết cấu hai đoạn văn thân bài như thế này, thì lúc đó đến phần kết luận chúng ta chỉ cần tóm tắt lại vấn đề mà thôi, không cần phải đưa ra ý kiến của mình nữa ở phần kết luận nữa, vì cái writer's opinion nó được phân tích rất rõ trong đoạn body 2 rồi. Thì mọi người nhận thấy được rằng là chúng ta sẽ có hai cách viết như vậy với dạng đề discuss both view. Một là em đồng ý với một trong hai ý kiến mà đề bài đưa ra. Hai là em phân tích cả hai rồi phản đối cả hai rồi đưa ra cái ý kiến riêng của mình. Vậy chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo, cụ thể đó là phần brainstorming, và để xem với cái đề bài cụ thể về chủ đề dân số rồi là phát triển đô thị, urban development này, thì mình sẽ có các cái luận điểm lớn như thế nào nhé. Trước hết, thầy mời mọi người chúng ta hãy cùng quan sát lại đề bài thêm một lần nữa. Một vài thành phố tạo ra chỗ ở cho những cái số lượng dân cư ngày càng đông bằng cách là họ xây dựng các cái tòa nhà nó cao lên. Thế còn các thành phố khác thì lại lựa chọn cách là xây dựng trên những cái khu đất, những cái diện tích đất nó phải rộng hơn. Vậy thì mình sẽ phải discuss cả hai quan điểm này rồi đưa ra quan điểm của chính mình nhé. Thứ nhất, đề bài yêu cầu rất rõ ràng, mình phải discuss được, phải phân tích được, bàn luận về cả hai cái quan điểm đó. Vậy thì quan điểm thứ nhất về việc xây những cái tòa nhà cao hơn, liệu rằng nó sẽ có những ưu điểm và nhược điểm như thế nào? Mọi người hãy cùng suy nghĩ một chút cùng với thầy nhé. Đầu tiên, rõ ràng rồi, cái ưu điểm của những tòa nhà chung cư cao tầng đó sẽ là nó sẽ cung cấp được chỗ ở và thậm chí là cả những cái tiện ích của cuộc sống, ví dụ như là siêu thị, như là bể bơi, như là khu vui chơi mua sắm, rạp chiếu phim, nhà hàng, tất cả đều có thể được tích hợp trong một cái tòa nhà cao tầng như vậy. Và như thế, chúng ta có thể nói là tận dụng được tối đa một cái khoảng diện tích đất rất là nhỏ, và người ta xây cao lên thì là có thể là tầng 1, tầng 2 sẽ là chỗ siêu thị này, chỗ mua sắm này, chỗ xem phim này, đúng không? Tầng 3, tầng 4 có thể là thậm chí là xây cả rạp chiếu phim ở trong đấy. Rồi bắt đầu từ tầng 6 trở lên là đến tầng 20, tầng 30 thì đấy sẽ là những cái khu nhà ở. Thì rõ ràng, ưu điểm đầu tiên mà tất cả mọi người đều nhìn thấy được đó chính là những tòa nhà cao tầng sẽ giúp người ta có thể tối ưu hóa, tận dụng tốt hơn cái gọi là limited areas of land, những cái diện tích đất mà nó rất là giới hạn. Tuy nhiên ngược lại thì nó cũng phải có nhược điểm, đúng không nào? Nhược điểm của nó rõ ràng rồi, đó là high population density, mật độ dân số sẽ rất là cao. Trong một cái khu vực diện tích đất thì số lượng cư dân ở đấy sẽ rất là nhiều. Điều đó kéo theo những cái hậu quả mà không thể nào tránh khỏi, đó là tắc đường và thậm chí là cả vấn đề ô nhiễm môi trường nữa. Ngược lại, on the other hand, nếu như mình xây dựng trên những cái khu đất mà nó rộng hơn, chắc chắn rồi, thì ưu điểm của nó sẽ chính là khắc phục hoàn toàn nhược điểm của taller buildings. Đó chính là mật độ dân số lúc đó sẽ thưa ra, sẽ được giãn ra, đúng không nào? Người dân sẽ có nhiều không gian hơn, rồi là tắc đường cũng sẽ giảm bớt đi, ô nhiễm cũng sẽ giảm bớt đi. Thế nhưng, ngược lại, việc xây dựng trên những cái khu đất mà nó phải rộng hơn thì rõ ràng là không phải là chuyện dễ, đúng không nào? Các thành phố lớn như ngày nay lấy đâu ra nhiều đất để mà xây dựng nhiều những khu dân cư mới như vậy? Thì cái vấn đề nhược điểm của lựa chọn thứ hai đó chính là
Gần như điều này là không thể với cái diện tích đất, với cái nguồn tài nguyên đất nó rất là hạn hẹp ở nhiều đô thị trên thế giới ngày nay. Mà chẳng lấy đâu xa, chúng ta hãy cứ nhìn vào Hà Nội, vào thành phố Hồ Chí Minh, những khu vực trung tâm thành phố đâu còn có nhiều những cái chỗ mà đất trống để mà xây được khu dân cư ở trong đấy nữa đâu, đúng không nào? Vậy thì dựa trên cả hai cái sự phân tích mà chúng ta đã nói đến, ưu điểm và nhược điểm của cả hai cái cách làm này, thì cá nhân tôi với tư cách là người viết hoàn toàn có thể đưa ra cái writer's opinion của mình, đó là disagree với cả hai quan điểm này. Và tôi sẽ đưa ra cái ý kiến của riêng tôi để giải quyết cái vấn đề mà dân số quá là đông đúc ở trong các thành phố lớn. Vậy thì tôi sẽ đưa ra writer's opinion của mình ở đây. Ý kiến của tôi ở đây sẽ là dựa vào từ khóa rural development. Tại sao chúng ta không phát triển những vùng nông thôn lên, đúng không nào? Khi mà mình phát triển những vùng nông thôn lên cho người ta có một cái mức sống nó tốt hơn ở các vùng nông thôn, ở các vùng ngoại tỉnh, cho người ta có những cái điều kiện về giáo dục, về y tế, về giao thông, về vui chơi giải trí, rồi là nâng cao cái mức độ kinh tế xã hội ở đấy, tạo ra nhiều việc làm, tạo ra nhiều chỗ ở cho những người dân ở các vùng nông thôn, ở các vùng ven đô, ở các vùng ngoại tỉnh, thì người ta cảm thấy cuộc sống ở đấy nó đã thoải mái rồi, họ đâu cần phải tìm mọi cách để di cư vào trong những thành phố lớn nữa làm gì, đúng không nào? Vậy thì cái từ khóa rural development sẽ là cái ý kiến mà cá nhân tôi đưa ra cho cái đề bài này. Khi mà người ta phát triển được cuộc sống ở những vùng nông thôn thì rõ ràng nó sẽ giảm bớt đi cái làn sóng di cư vào trong những cái thành phố lớn, và nó ngăn chặn được, giải quyết được nguyên nhân from the very start, giải quyết được cái nguyên nhân tận gốc của nó ngay từ đầu. Ok, vậy thì theo như ý kiến của thầy, và thầy sẽ phân tích với mọi người với cái đề bài này dựa trên quan điểm là rural development sẽ là cái writer's opinion. Ok. Vậy vừa rồi khi mà thầy đã phân tích xong với mọi người về cái brainstorm, các cái hướng lập dàn ý, chúng ta sẽ cùng đến với đại ý của các cái đoạn văn thân bài. Các đoạn văn thân bài ở đây chúng ta nhận thấy được rằng là nếu như mình chọn cách viết như thầy vừa mới trình bày với các bạn, hai cái ý kiến về tòa nhà cao tầng hay là khu vực rộng ra, thầy đều sẽ ghép hai ý kiến đấy và phân tích trong cùng một đoạn văn body 1. Như vậy, chúng ta đã thỏa mãn được cái yêu cầu của đề bài, đó là discuss both view. Mình đã phân tích được cả hai quan điểm mà đề bài đưa ra rồi, đúng không nào? Done. Thế còn writer's opinion, ý kiến của người viết là gì nhỉ? Mọi người có nhớ không nào? Ý kiến của người viết, the writer's opinion, đó chính là tôi sẽ disagree với cả hai quan điểm trên. Tôi sẽ đưa ra một ý kiến mới thứ ba của riêng mình, đó chính là tôi phát triển các vùng nông thôn, đúng không nào? Như vậy, cả cái nhiệm vụ discuss both view và nhiệm vụ đưa ra writer's opinion chúng ta đều đã hoàn thành một cách tuyệt đối ở trong cái dàn ý vừa nãy. Vậy, dàn ý là như thế, và bây giờ chúng ta sẽ thực sự là triển khai các câu văn vào trong một đoạn văn, vào trong một bài văn như thế nào? Mọi người hãy cùng với thầy đến với mục số 3, đó là sample answer. Trong mục số 3 Sample Answer, đầu tiên thầy muốn các bạn hãy cùng nhìn vào phần Introduction, phần mở bài. Chúng ta hãy cùng đọc nhé. In order to address the prevalent problem of overpopulation, some cities construct higher apartment blocks, while others create larger residential areas. From a personal viewpoint, since both these solutions have their own benefits and drawbacks, a third one, which is rural development, hereby will be presented. Ok. Vậy ở đây, thầy muốn mọi người chúng ta hãy quan sát vào cái câu văn thứ nhất, câu văn đầu tiên. Để mà giải quyết cái vấn đề vô cùng là thường gặp ngày nay, đó là dân số quá nhiều. Một vài thành phố xây dựng những tòa nhà chung cư cao hơn, trong khi những thành phố khác thì tạo ra những khu dân cư mà nó larger, nó rộng hơn. Mọi người nhận thấy câu văn đầu tiên của thầy đã hoàn thành đúng cái nhiệm vụ mà lúc nãy chúng ta đã nói đến ở phần mở bài. Mình phải paraphrase được cả hai cái quan điểm mà đề bài đã đưa ra, đúng không nào? Trong câu văn thứ hai, câu thesis statement, chúng ta sẽ nói gì? Từ cái góc độ cá nhân của tôi, cả hai quan điểm này đều có những cái lợi ích và nhược điểm của nó. Và do vậy tôi đưa ra cái ý kiến cá nhân của mình, cái writer's opinion, đó chính là cái the third one, a third one, một cái giải pháp thứ ba,
đó chính là phát triển nông thôn sẽ được trình bày ở đây. Thì mọi người nhận thấy cái tinh thần brainstorm mà chúng ta đã nói từ nãy đã được thể hiện ngay lập tức ở phần mở bài. Đây là một phần mở bài mà như thầy và các thầy cô khác thường nói là một cái câu mở bài tròn trịa. Nó giải quyết được tất cả các nhiệm vụ mà một cái phần mở bài cần phải làm được, đúng không nào? Paraphrase hai cái luận điểm mà đề bài đã đưa ra ngay từ đầu, đúng không? Mình nói rằng là chúng sẽ có cả những ưu điểm và nhược điểm. Rồi mình có đưa ra ý kiến riêng của mình, đó chính là Rural Development, một cái giải pháp thứ ba mà tôi là người viết, tôi gợi ý là hãy dùng cái giải pháp thứ ba này. Và mình cũng khái quát luôn cái giải pháp thứ ba đấy bằng từ khóa rất ngắn gọn, Rural Development, thể hiện ngay ở phần mở bài. Ở đây một vài bạn có thể sẽ chú ý đến từ hereby, là một từ rất là hay. Hereby là một cái từ mà nó có cái nghĩa tương đương với từ therefore, vì vậy á. Nhưng từ hereby này thì nó thường được sử dụng là đứng ở giữa câu, chứ nó không đứng ở đầu câu giống như cái từ therefore. Bởi vì hai cái ý kiến trên, hai cái giải pháp trên đều có ưu điểm và nhược điểm. Thế nên là vì vậy nên là một cái giải pháp thứ ba mà tôi mới phải đưa ra, tôi mới phải trình bày cái giải pháp thứ ba này ở đây, đúng không nào? Next one, chúng ta cùng nhìn thấy đoạn văn body paragraph number 1, đoạn văn body 1. Như lúc nãy thầy đã chia sẻ với mọi người, hai ý kiến mà đề bài đưa ra ngay từ đầu thì thầy sẽ discuss cả hai cái quan điểm đó trong đoạn văn body 1 mà thôi. Chúng ta hãy cùng quan sát nhé. For once, towering multifunctional apartment complexes can provide urban citizens with offices, accommodation, life amenities, and venues for recreation and or entertainment within limited areas of land in the downtown. However, they create a high level of population density with inevitable consequences, including traffic congestion and pollution. Mọi người nhận thấy được rằng là chỉ với hai câu văn, thầy đã tóm tắt được ngay những cái ưu điểm và những cái nhược điểm của cái lựa chọn là xây những cái tòa nhà cao tầng, đúng không? Trong cái phần này, mọi người sẽ có thể để ý thấy một vài những cái từ khóa rất là hay, ví dụ như là towering hay là multifunctional apartment complexes. Những cái từ khóa này, lát nữa đến cuối bài chúng ta sẽ giải nghĩa thật kỹ về những từ này ở trong phần vocabulary nhé. Những cái tòa nhà phức hợp mà nó đa mục đích, mà nó towering, tức là nó rất là cao á, có thể cung cấp cho những người dân thành thị cả những cái văn phòng này, nơi làm việc này, accommodation, chỗ ở này, life amenities, những cái tiện ích của cuộc sống như kiểu siêu thị, mua sắm các thứ đấy, và venues for recreation or entertainment, có cả những nơi mà vui chơi giải trí nữa, đúng không? Tất cả nằm trong những cái diện tích đất rất là nhỏ hẹp của khu vực downtown, của khu vực trung tâm thành phố. Ngược lại, however, mọi người nhận thấy sau khi đưa ra cái ưu điểm thì đến cái nhược điểm, nó là một cái sự trái ngược, đúng không nào? Chúng ta dùng từ however rất là tự nhiên. Ngược lại, mọi người thấy however, đúng không nào? Sau khi câu trước đã đưa ra cái ưu điểm thì câu sau mình sẽ đưa ra cái nhược điểm, dùng từ however trái lại, một cách dùng từ nối rất là tự nhiên, đúng không nào? Trái lại, chúng tạo ra một cái mức độ, một cái mật độ dân số cao với những cái inevitable consequences, với những cái hậu quả mà có thể nói là không thể tránh khỏi, đó là tắc đường và ô nhiễm. Sau khi đã phân tích xong cái quan điểm thứ nhất, chúng ta cứ thế triển khai sang quan điểm thứ hai với một từ nối. More spacious residential areas, phải on the other hand, phải. Đây là một cái cách dùng linking words mà nhiều bạn có thể sẽ chú ý. Thông thường các bạn thường hay đặt những cái linking words kiểu như là on the other hand, in contrast. Các bạn sẽ đặt nó ở đầu câu, đúng không? Mình sẽ đặt nó ở đầu câu, rồi là phẩy, rồi sau đó mình mới viết câu văn. Thế nhưng cái cách đặt linking words ở đây cũng là một cái cách xử lý nâng cao mà thầy muốn giới thiệu với tất cả các bạn trong cái bài viết này. Những cái khu dân cư rộng rãi hơn, trái lại, sẽ có thể giảm được population density, giảm được cái mật độ dân số. Và nhờ đó thì những cái người dân sẽ có nhiều những không gian xanh và nhiều không khí trong lành hơn, đúng không? Trái lại, với cái tình trạng mà gọi là the currently restricted land resources, ok? Chúng ta có một cái từ khóa rất là hay, đó là restricted, nó tương đương với từ limited, mang nghĩa là rất là giới hạn, rất là hạn hẹp. Đấy. Vậy với cái tình trạng là tài nguyên đất rất là hạn hẹp ở những cái metropolises, ở những cái siêu đô thị, ở những cái thành phố lớn,
như ở Việt Nam, mà chúng ta lấy ví dụ luôn là Hanoi and Ho Chi Minh City. Ngược lại với cái tình trạng là nguồn tài nguyên đất rất là hạn hẹp, rất là giới hạn ở các thành phố lớn ở Việt Nam, ví dụ như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thì this solution, cái giải pháp này is virtually impossible, nó gần như là không thể. Virtually, it is almost, nearly, gần như là không thể. Sau rất nhiều thập kỷ phát triển mà không có cái appropriate urban planning, không có cái gì nhỉ? Appropriate, chúng ta có tính từ appropriate, hợp lý, phù hợp, đúng không nào? Urban planning, việc quy hoạch đô thị. Sau rất nhiều thập kỷ phát triển mà không có cái việc quy hoạch đô thị hợp lý, thì những thành phố này nearly depleted all their land resources. Những thành phố này gần như đã sử dụng cạn kiệt hết những cái nguồn tài nguyên đất của nó rồi. Vậy, mọi người nhận thấy trong cái đoạn văn body 1, chúng ta lần lượt phân tích hai cái luận điểm mà đề bài đã đưa ra, hai cách làm mà đề bài đã đưa ra ngay từ đầu. Xây dựng những cái tòa nhà cao hơn hay là mở rộng các khu đất ra đều là những cách làm nó có ưu điểm thật, nhưng nó đều tồn tại những cái nhược điểm. Mà những cái nhược điểm này cũng không phải là nhỏ, đúng không nào? Chúng ta từ đó mình có đoạn văn body 2. Đây là lúc để tôi đưa ra quan điểm của mình với tư cách là người viết. Tôi sẽ ủng hộ cái quan điểm này. Tôi đưa ra một ý kiến hoàn toàn mới, khác hẳn với hai ý kiến mà đề bài đã đưa ra và tôi đã phân tích ở phần trước, đúng không nào? With the aforementioned pros and cons of both the two provided options, developing rural areas can be a more fundamental solution. Ok. Trong đoạn văn số 2, tôi đưa ra ý kiến của mình với những cái ưu điểm và nhược điểm đã nhắc ở trên kia của hai cái lựa chọn mà đề bài cho sẵn này. Nào, chúng ta cùng đọc nhé. With the aforementioned pros and cons of both the two provided options, developing rural areas can be a more fundamental solution. Ok. Vậy, với những cái ưu điểm và nhược điểm đã được nhắc đến trên kia của hai ý kiến, hai lựa chọn mà đề bài đã cho sẵn, thì tôi nhận thấy rằng là cái developing rural areas, việc phát triển những cái khu vực nông thôn, can be a more fundamental solution, có thể là một cái giải pháp mà nó fundamental hơn. Vậy, chúng ta có một từ khóa rất quan trọng, fundamental. Nó có nghĩa là gì nhỉ? Đó là giải quyết cái nền tảng, cái gốc gác, cái gốc rễ cốt lõi của vấn đề. Fundamental. Đấy. Tiếp theo, chúng ta có một phần lập luận bằng cụm từ it is unquestionable that. Đây là một điều không cần phải bàn cãi nữa rồi, không cần phải hỏi, miễn bàn, đúng không? Đừng hỏi, miễn bàn. Đây là một điều không cần phải bàn cãi, miễn bàn là một chân lý rồi nhé. Khi nào các bạn muốn đưa ra một cái mà gọi là kiểu chân lý thực tế khách quan trong cuộc sống, một điều không thể phủ nhận, không cần phải bàn cãi, thì chúng ta có một cái filler rất là hay ở đây. It is unquestionable that rural residents flock to cities in search of a better life. Đây là một thực tế mà không cần phải bàn cãi nữa, đúng không nhỉ? Những người dân ở nông thôn sẽ lũ lượt kéo lên thành thị để mà tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Therefore, vì vậy, bringing what they need closer to their hometown, đem những cái thứ mà họ cần gần lại với quê hương của họ, is the only way to reduce the influx of migrants, là cái cách duy nhất để giảm được cái dòng người nhập cư vào những cái thành phố lớn, from the very root of this issue, giải quyết cái dòng người nhập cư vào các thành phố lớn và giải quyết cái việc đó từ cái gốc rễ của vấn đề này. Ok. Sau đó, sau khi mình đã phân tích và lấy những cái lý do, những cái lập luận để mà lý giải ở đây, chúng ta sẽ đưa ra một ví dụ, đúng không nào? Vietnam's National Target Program on New Rural Development can be an excellent example. Ok, rất là nhiều bạn học sinh, rất là nhiều bạn sinh viên năm thứ nhất, hoặc là hầu hết các bạn học sinh trung học phổ thông ngày nay thường sẽ không có nhiều những cái kiến thức hay là những cái hiểu biết về các cái vấn đề xã hội, các cái đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, hay là cũng không có nhiều những cái kiến thức về vấn đề kinh tế xã hội mà đang diễn ra trong cuộc sống. Thì đây cũng là một bài mà thầy muốn giới thiệu với mọi người một chút những cái kiến thức như vậy. Rõ ràng rồi, để viết được những bài luận về những chủ đề kinh tế xã hội như thế này, bắt buộc người viết cần phải có hiểu biết về những cái lĩnh vực kinh tế xã hội, các cái đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đúng không nào? Vậy ở đây, thầy sẽ đưa ra cho mọi người một ví dụ.
chương trình Mục tiêu Quốc gia về Phát triển Nông thôn mới của Việt Nam. À, những bạn nào mà chưa hiểu về cái cụm từ này có thể Google nó một chút nhé. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Phát triển Nông thôn mới của Việt Nam là một cái đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước rất là quan trọng. Cái mục tiêu của chương trình này thì hoàn toàn giống với những cái gì mà lúc nãy thầy đã nói với mọi người. Đó chính là nâng cao cái mặt bằng chung, chất lượng cuộc sống của người dân, phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các vùng nông thôn. Đấy. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Phát triển Nông thôn mới ở Việt Nam có thể là một cái ví dụ rất là xuất sắc. With infrastructure development and improvements in education, healthcare and the labor market, Vietnam's countryside can ensure higher standards of living for inhabitants. À, ok. Chúng ta có một cái câu văn rất là dài ở đây đúng không nào? Với cái sự infrastructure development, các bạn hãy gạch chân cụm từ này và hãy check note lại cụm từ này nhé. Với cái sự phát triển về cơ sở hạ tầng, infrastructure development, việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng. Vậy, thế nào là cơ sở hạ tầng? Cơ sở hạ tầng đó chính là những cái ví dụ như là đường này, cầu này, hệ thống nước này, hệ thống điện này. Đó là những cái cơ sở mà người ta gọi là phần cứng để làm sao trở thành nền tảng của cái sự phát triển kinh tế xã hội. Ok, mình hiểu đơn giản cơ sở hạ tầng là như vậy. Đó là hệ thống điện, hệ thống nước, rồi là đường, cầu, vân 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 vân. Vậy với cái sự phát triển, đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng này, improvements, những sự cải thiện về giáo dục này, y tế này và thị trường lao động, Vietnam's countryside, cái vùng nông thôn của Việt Nam, có thể đảm bảo higher standards of living for inhabitants. Nó có thể đảm bảo được là những cái chất lượng cuộc sống cao hơn, mức sống cao hơn cho những người dân ở cái khu vực nông thôn đó. Và điều này, which removes the need for migration. Và điều này nó sẽ giải quyết được, nó sẽ loại bỏ cái nhu cầu mà họ cần phải di cư lên thành phố. Ok. Vậy thì đây chỉ là một cái ý kiến cá nhân của thầy thôi. Thế nhưng thầy muốn chia sẻ với mọi người để chúng ta thấy được rằng là mình hoàn toàn có thể lựa chọn cái cách lập luận này để mà giải quyết cái bài Writing Task 2 thuộc dạng đề Discussion. Cuối cùng, chúng ta đến với phần kết bài, In Conclusion, kết luận lại đúng không nào? Chúng ta tóm tắt lại vấn đề, mặc dù những tòa nhà cao hơn và những cái khu dân cư rộng hơn có những cái lợi ích của chúng thật. They cannot resolve the core of overpopulation. Chúng không thể nào giải quyết được cái cốt lõi của vấn đề dân số quá đông. Không thể nào giải quyết được cốt lõi của vấn đề. Socio-economic development in rural regions. Ok. Sự phát triển kinh tế xã hội ở các vùng nông thôn. Nào, chúng ta nhận thấy danh từ development thì mọi người đều biết rồi. Và chúng ta có cái tính từ ở đây rất là hay, socio-economic. Ok. Đây là một tính từ ghép, nó được ghép lại từ hai bộ phận đúng không nào? Cái tiền tố socio thuộc về lĩnh vực xã hội và economic là thuộc về lĩnh vực kinh tế, đúng không nào? Vậy cái việc phát triển kinh tế xã hội ở các vùng nông thôn trái lại là một cái giải pháp, là một cái cách giải quyết mà nó thuyết phục hơn mà tôi đưa ra ở đây. Như vậy, thầy đã trình bày xong với mọi người một bài viết mẫu có độ dài là 292 từ và được xây dựng ở văn điểm 7.0. Với bài viết này, chúng ta sẽ có thể rút ra được một vài những cái useful vocabulary mà các bạn có thể hãy take note lại và có thể take away sau bài học ngày hôm nay. Đầu tiên, thầy đưa ra cho mọi người một cái bảng từ vựng gồm có 8 từ vựng ở đây. Lần lượt các từ như là towering, multifunctional, complex, density, inevitable, congestion, spacious và restricted. Đây đều là những từ vựng mà đã xuất hiện trong các đoạn văn thân bài mà chúng ta đã nói đến lúc nãy, phải không nào? Ở bên cột bên này thì thầy có những cái đáp án của chúng. Những đáp án ở đây có thể là giải nghĩa tiếng Việt, cũng có thể là giải nghĩa bằng tiếng Anh. À, một cái việc rất là thú vị khi mà chúng ta học IELTS Writing, đặc biệt là IELTS Writing Task 2, đó là với những cái từ vựng tiếng Anh đơn giản thì liệu rằng mình có nên sử dụng những cách diễn đạt mà nó cao cấp hơn với những từ vựng mà nó lạ hơn hay không? Thì đây chính là một cái phần ví dụ mà thầy rất muốn mọi người hãy thử sức. Vậy chúng ta hãy pause cái video này lại trong khoảng độ vài phút và các bạn hãy thử tìm ra xem những đáp án của các từ này sẽ là như thế nào nhé. Mình sẽ nối chúng lại với nhau nhé. Ok, thời gian đã trôi qua rồi phải không nào? Và chúng ta hãy cùng xem đáp án mà thầy sẽ đưa ra ở đây. Tất cả những từ vựng này thì đều không phải là quá khó, đúng không? Chúng ta có lần lượt đáp án towering, tức là
very tall. Thế thôi, đơn giản. Thay vì bạn nói là nó rất cao, bạn nói là nó towering. Đấy. Multifunctional, serving many purposes, đúng không nào? Một cái gì đó mà có nhiều mục đích khác nhau, có thể sử dụng với nhiều cái mục đích khác nhau, mình gọi nó là multifunctional. Complex. Rất nhiều bạn sẽ nghĩ rằng từ complex này có nghĩa là phức tạp, nhưng không, đây là một danh từ. Nó gọi là một tòa nhà phức hợp. Cái cụm từ này thì lúc đầu thầy đã nói với mọi người ở trong đoạn văn body 1 rồi, đúng không nào? Những cái tòa nhà mà nó tích hợp nhiều mục đích vào trong một tòa nhà đấy, vừa làm văn phòng làm việc, vừa làm nơi siêu thị mua sắm, vừa có cả rạp chiếu phim, nhà hàng, vừa thậm chí là có thể làm chung cư cho người ta ở luôn, thì đấy gọi là multifunctional complex, những cái tòa nhà phức hợp mà nó giải quyết được nhiều mục đích. Density, chúng ta có mật độ, inevitable, một điều tất yếu không thể tránh khỏi. Congestion, sự ách tắc, sự tắc nghẽn. Đây là một cái danh từ không đếm được mà có thể được sử dụng thay cho từ traffic jam, thì mình hãy nói là traffic congestion, sự ách tắc giao thông nói chung. Spacious, đừng nói very large, hãy nói spacious. Và cuối cùng là restricted, thì như lúc đầu thì nói mọi người rất là hạn hẹp, rất là giới hạn, không có nhiều, đúng không nào? Ở bên này chúng ta có thêm 8 từ nữa, từ số 9 cho đến số 16. Và tương tự như vậy, mọi người hãy pause cái video này lại trong khoảng độ 2 phút và chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái bài tập số 2 này thôi. Time's up! Nào mọi người, chúng ta hãy cùng check các đáp án với thầy nha. Metropolis, big city, mega city. Ok, những cái thành phố lớn, đúng không nào? Rất đơn giản. Virtually, chúng ta có almost, nearly, gần như. Chúng ta có động từ deplete, lúc nãy thầy đã nói động từ deplete tức là đã sử dụng đến mức cạn kiệt rồi, use up. The influx of migrants, ok, the influx of migrants, dòng người nhập cư, đúng không nào? Động từ flock to, ok, động từ flock to dễ rồi đúng không? Lũ lượt kéo đến tức là người ta di chuyển với một cái số lượng rất là đông á. Đây là một động từ rất là hay, nó có thể dùng cho cả con người lẫn các cái loài động vật mà nó sống theo bầy đàn, di chuyển theo bầy đàn. Các bạn cũng có thể nói được rằng là vào một cái mùa xuân chẳng hạn thì những đàn chim sẽ lũ lượt kéo về chẳng hạn đấy. In spring thì những cái gọi là flocks of birds, người ta dùng cái danh từ flocks of birds và động từ cũng là flock luôn, rất là hay. Đàn chim lũ lượt kéo về. Unquestionable, ok, lúc nãy thầy đã nói cái từ này rồi, đúng không nào? Undoubted, rất đơn giản. The root, the core, cái gốc rễ, cái cốt lõi của vấn đề. Và cuối cùng, social economic, chính là kinh tế xã hội. Như vậy, vừa rồi thầy đã trình bày xong với mọi người một bài viết mẫu về một chủ đề kinh tế xã hội tương đối là phức tạp. Và thầy nghĩ rằng các bạn học sinh cấp 3 hay là các bạn sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai đôi khi sẽ cần phải xem thời sự nhiều hơn, đúng không nào, để nắm được các cái vấn đề về kinh tế xã hội mà đang diễn ra ở đất nước mình. Hy vọng rằng bài viết này vừa mang lại cho các bạn những cái kiến thức về các vấn đề kinh tế xã hội và cũng đã giúp các bạn có thêm được những sự hiểu biết về dạng đề discussion ở trong IELTS Writing Task 2. Thank you for your attention and I'll see you again in my next videos. Goodbye! IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.